Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với phiên live chấm bài tiếp theo của chúng ta. Phiên live này là phiên live dành cho các bạn lớp mấy? À, lớp 2, vẽ về cái tranh là ca sĩ idol mà em yêu thích. Bây giờ chúng ta bắt đầu chấm bài thôi. Giờ tới lớp 2 nha. Hồi nãy lớp 4 giờ tới lớp 2 nè. Rồi không? Hôm nay các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cái bức tranh rất là tuyệt vời nha chưa? Ghê quá ha. Rồi tiếp nè, chấn động nè. Hồng Ân lớp trưởng lớp 2. Vẽ quang hùng master đi như có sọ dừa chấn động. Rồi. Ghê không? Nhìn như con khỉ hả thầy? Chờ em nhiều chuyện. Tiếp. Chờ quang hùng master đi nữa hả? Ghê chàng ơi. Lớp 2 vẽ được gì là mừng lắm rồi đó. Ơi không ngờ luôn đó em. Không ngờ lớp 2 mà vẽ được như thế này. Wow. Ủa được quá nè em ơi. Được quá nha. Rồi ok, chốt bill liền ha, không xuất sắc không? Không khó gì hết trơn. Thầy ơi, phiên bản mini hả thầy? Chính xác. Quang Hùng Master đi nữa nè. Bạn Thuyên vẽ ghê không? Đây nè. Nhìn bức tranh là thấy có nét riêng liền, thấy ghê không? Nhìn rất là có hồn nha. Ồ ô đẹp quá. Dễ thương, tay chân xuất sắc. Ta nói hả, tướng đi như chí phèo, khuôn mặt thì như thị nở. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn. Quá tuyệt vời luôn. Hồn ghê hả thầy? Hồn bay phách lạc. Nhiều chuyện. Em nhiều chuyện, em nghiệp. Ghê không? Thiệt sự luôn, tôi không ngờ em là người như vậy. Người ta vẽ được như vậy em mừng gần chết rồi. Dễ thương gần chết nha. Tiếp. Rồi không điểm. Rồi tiếp. Giỡn mặt hả? Chàng Quang Hùng Master đi đó hả? Nhìn ra được ổng rồi nè. Mừng ghê không? Nhìn lực lưỡng không? Mặc áo sơ mi cũng đẹp nữa nè. Quá đẹp. Chấm lớp mấy vậy thầy? Lớp 2. Lớp 2 đó em ơi, thông cảm đi. Thầy không có cái cổ gì kỳ vậy thầy? Ừ ha, em nói tôi mới để ý. Sao cái đầu này giống trái cam quá vậy? Ở trên đây nó có cái này giống cái lá quá nè. Y chang trái cam luôn. Trời. Ai thiếu cái chân mày nữa nè. Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ quá ha. Mấy em vẽ chân dung không bao giờ vẽ chân mày hả? Ghê quá hả? Không nào tưởng tượng được luôn đó. Chấn động thiệt sự. Cảm ơn các bạn tặng quà hả tim nha. Quang Hùng Master đi đó hả? Thấy ghê chờ. Tôi tưởng em vẽ sọ dừa không đó em ơi. Em có đọc lộn chuyện sọ dừa không? Hỏi thiệt luôn đó. Giật mình luôn đó chàng. Nè. Hỏi sọ dừa hả? Ghê quá hả? Ghê thiệt. Ghi gì đi cho bạn biết là cái hang điểm của bạn là bao nhiêu, hiểu không? Tiếp. Rồi anh Quang Hùng Master đi nữa nè. Thấy ghê quá à. Tưởng đâu bị lờ nguyền không đó. Lờ nguyền con mắt thứ hai hả? Ghê không? Bàn tay 4 ngón em vẫn kêu xa. Bên đây 5 ngón, bên đây 4 ngón. Tuyệt vời. Khuôn mặt hình tam giác nữa nè. Ghê không? Mặt V-line đó. Mặt V-line là phải mặt gì mới được, hiểu không? Tôi nói thiệt nha, mấy em vẽ quá là tốt luôn đó. Tiếp. Anh Quang Hùng nữa nè, đẹp trai không? Con mắt trận trắng là có chuyện trong người rồi đó. Chắc là kiểu như bị, kiểu như sao ta, kiểu như gọi là không cam lòng với số phận. Ghê không? Lớp 2 vẽ được như là quá tuyệt vời luôn đó em ơi. Tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời. Em bị sốc thầy ơi, cởi em. Trời ơi em ơi, tôi không thể nào tưởng tượng được. Thiệt sự luôn đó. Tôi ngồi một góc tôi niệm Phật luôn đó em ơi. Chết rồi. Anh Quang Hùng mà thấy bức tranh này đó ha, anh gọi bằng miệng liền. Ghê không? 99 cuộc gọi nhỡ từ anh Quang Hùng Master đi. Trời ơi, tôi lên máu rồi em à. Trời ơi, không thể nào tưởng tượng được. Thầy cảm gì thầy? Chèn ơi, cái này là cái gì nữa đây? Đây là trái ác quỷ trong quanh bi. Không thể tưởng tượng được. Ghê quá, xuất sắc. Sao không tát Quang Hùng vô? À mà dám tát, ổng vô ổng coi cái ổng ngã ngửa. Quang Hùng Master đi mà vẽ thêm ông nào nữa nè, bà nào nữa nè. Anh Quang Hùng đẹp trai của ổng nè. Ghê không?
cái cổ màu trắng luôn nè. Ghê chàng. Thôi chấm điểm sao? Chàng ơi, sao em vẽ chồng tôi em vẽ kỳ vậy em? Ai biết. Ngộ ghê vậy đó. Em im lặng đi. Tôi cũng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa này nè. Tôi cũng đâu có nói gì. Bình thường đẹp trai dữ lắm mà sao mà vẽ lỡ kỳ chợ. Ngộ quá ha. Tiếp. Chàng con quỷ. Cái này con quỷ chứ không phải con ngự nữa rồi em ơi. Chàng ơi nè, thấy ghê không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thiệt sự tôi nói thiệt với em nha, bên cạnh thầy nó có một cái bình hoa là bình hoa sen đó. Kiểu gì nè, nguyện một lòng như đó liên hoa tâm thành bên người, cầu nhân sinh không mang khổ đau. Thấy ghê quá hả? Thiệt sự luôn đó. Em khiến tôi đau khổ lắm. Thiệt. Tôi đã kiểu như tôi không còn nói cái gì nữa rồi. Tôi không muốn nói gì nữa hết. Thiệt sự luôn, tới mức độ này rồi. Thiệt sự. Chấn động thiệt sự luôn đó. Hờ ơ. Chấn động em ơ. Tuyệt vời. Sao ai vui dữ thầy? Vui dữ rồi đó. Ghê chờ. Hầu ơ. Nhìn như là cái đứa con nít nào mà bị dông nhập vậy đó. Giống phim Dông Nhi quá ha. Ồ Dông Nhi nè. Ghê quá hà. Yêu quái. Nhìn quen quen vậy thầy. Dữ dằn chưa. Răng đẹp dữ thầy. Răng em đó. Nhiều chuyện. Chờ bây giờ mà ai cũng tặng quà mỗi người mà một cái bông hồng ha là thầy xỉu tại chỗ liền. Còn hết thì có bông hướng dương cũng được. Từ từ uống miếng nước cái cây. Thầy em sợ ma quá hà. Bởi vậy tôi lên đây tôi la tôi nói gì không hà. Còn mấy em chỉ có ngồi mấy em nghe mấy em cừ không hà. Không có biết cái gì hết trơn á. Tôi khang tiếng mà tôi vẫn lên vì các bạn. Hiểu chưa? Nhớ đăng ký kênh cho thầy. Sao tóc đẹp dữ vậy thầy? Bị hói em ơi. Tóc bị hói sắp rụng rồi. Đẹp cái gì nữa mà đẹp. Cảm ơn các bạn nha. Ôi trời, thầy mê con ma dữ lắm luôn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha chưa. No. Tiếp. Dì chờ. Đang vẽ quan hồn cái vẽ gì mà Sami Đào dữ đây nữa. Rồi bà, Sami Đào là ai? Sami Đào là ai nữa? Hả? Chị Sammy đó hả? À nhớ rồi. Chàng có chấn động vậy chàng. Chàng có chị đẹp dữ vậy hả? Tỷ lệ Titan. Đưa hai hình tam giác vô là ra được cái hình con ngự nha. Tam giác nhỏ xíu nhọn quắc, cắm vô cam giác bự mà đưa ngược lên là hình con ngự nha chưa. Sau đó đưa cái mái tóc này nè. Tôi tưởng đâu là cái gì biết không? Cái gì nè? Cái gì nè? Cái mái tóc Medusa. Ghê không? Gắn độc. Thì ghê quá hả? Thì ghê quá. Chàng ơi em nói. Thầy nói vậy vô tình. Chị Sammy là gắn độc hả? Không có. Chị dễ thương. Em nhìn như cái cầu trượt vậy thầy. Em liên tưởng hay quá ha. Ừ. Giỏi liên tưởng không hả? Tiếp. Chàng anh Quang Hùng này được nè. Anh Quang Hùng này mà có bông hoa nữa nè. Bảo anh vẽ tốt dữ em ơi. Được nè. Hồi nãy cái bài này mà là thầy ưng nhất hồi nãy giờ luôn đó. Đẹp không? Thiếu chân mày rồi. Ghê quá hà. Con mắt thấy ghê quá hà. Ủa đẹp trai nè. Được nè. Đẹp trai nè. Được nè. Đẹp trai là thầy mừng dữ lắm rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật à chàng ơi. Thấy ghê vậy em ơi. Thấy ghê thiệt sự luôn đó nè. Thấy ghê không? Trời anh Quang Hùng á. Hôm đó là anh kiểu như anh làm sao mà anh để ra nông nổi này vậy anh? Hỏi thiệt luôn đó. Ý là mình là ca sĩ nổi tiếng luôn mà sao mà fan mình vẽ lại mình kiểu gì nè. Gọi giờ bình phẩm sao? Chắc hôm đó anh tập thể dục lúc 2 giờ đêm hả? Tại vì giờ đó không ai nhặt, không ai mà tập giờ đó hết trơn anh. Mà hôm đó anh tập thể dục là anh bị dông nhập. Ghê không? Bị mộng du. Ghê thiệt sự. Sợ quá hả? Đáng sợ quá đi. Nhìn đẹp mà thầy, đẹp dữ đó. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Vẽ lỡ anh Quang Hùng mất tôi đi. Bạn Phúc vẽ. Ồ sao mà ảnh chăn trở nhiều điều khó nói lắm phải không em? Chắc tôi nghĩ là kiểu như ảnh cũng nhiều cái cạn lờ mà không muốn nói nên lờ đó. Thành ra là cái tâm trạng anh bất an. Tôi nhìn vào đôi mắt này nè. Tôi biết được anh buồn dữ lắm. Mà anh sợ hãi cái gì đó anh không dám nói được. Biết anh sợ gì không? Anh sợ em đó. Em vẽ ảnh gì nè? Anh sợ em là đúng rồi. Anh cầm cái bức của em lên đó. Cái mặt ảnh nó xuống sắc còn gấp 10 lần cái này. Anh nói thiệt luôn. 100%. Ghê thiệt sự.
Ồ, trời ơi, em vẽ thầy bói hả? Thấy ghê không? Đáng sợ chưa? Thầy bói xem voi hả em? Ghê không? Tiếp nè. Ồ, anh Quang Hùng đây sao? Trời ơi, sao mà anh đẹp dữ vậy chàng ơi? Ồ, sao mà hả? Anh có bị bệnh gan không vậy? Sao mà cái màu da của anh, tao nói tội nghiệp anh ơi là tội nghiệp luôn. 100% anh bị bệnh gan, anh đi khám bệnh đi, em nói thiệt. Fan vẽ bằng đôi mắt của fan nó khác lắm. Thiệt luôn đó, phải nói là như vậy. Thấy không, mình không biết mình bệnh đâu, nhưng mà fan nhìn vô thấy mình nhợt nhạt, tái mét hết trơn, vàng da hết trơn. Bệnh bệnh gan đó, giai đoạn đầu. Rồi không, chấn động luôn. Ồ ơi, xanh lè xanh lét. Tưởng tượng được, tưởng giấy tranh không đó. Xanh vàng tùm lum hết, đáng sợ. Em tưởng cái quan hồn không đó thầy. Thôi đừng nói nữa em ơi, đã quá đủ cho cuộc tình. Bài cuối cùng. Đúng rồi, bài cuối cùng thầy dành tặng em một cái nụ cười thân thiện nhất trên đời này. Ghê không? Nụ cười đó làm ra để dành tặng cho em thôi đó. Ghê quá hà. Anh chàng vô gia cư gọi Hết một phần hồn. cơm hộp gì? Ai mà vô gia cư mà đi vô gọi một phần cơm hộp kìa, ra nhẵn kìa. Ngộ ghê vậy đó. Quá đẹp luôn em ơi. Em được rồi chấm gì để cho biết chứ mất công chấm 10 cái gì khoe nữa. Mấy em lớp 2 này chấn động dữ lắm. Ghê quá hà. Ghê chưa? Mình coi lỡ đi ha. Trời ơi, vẽ quan hùng không nè. Trời, nó tội nghiệp cái anh này quá vậy. Tính ra vẽ còn đẹp hơn tôi nghĩ nữa đó. Tội nghiệp quá vậy. Ê, cái sọ dừa này mà có 5 điểm mà sao cái sọ dừa nó không có màu mà tới 10 điểm vậy? Rồi, hên cho em đó. Quan hùng mắt tư dê hả? Trời tàn ác. Rồi. Rồi. Ghê không? Lớp trưởng vẽ nè. Lớp trưởng quyền lực lắm. Cả lớp một hai bạn nói chuyện, lớp trưởng kêu cả lớp đứng lên luôn, ghê không? Thầy hết hồn luôn. Lớp trưởng quyền lực nhất mà tôi từng biết, ghê không? Lớp trưởng xuất sắc luôn. Lớp trưởng mà vẽ sai cái bắt lỗi, tại mày cừ tao vẽ sai mày đứng lên luôn, đứng luôn. Lớp trưởng quyền lực thiệt sự luôn đó, thầy nể em thiệt luôn đó. Lần đầu tiên là thấy lớp trưởng quyền lực như em, thầy nhìn nó chơi mà thầy nhìn xuống thầy còn ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa mà, ghê không? Xong rồi tôi không còn nói gì về cái lớp này nữa nghe chưa? Quang Hùng sai, cho em lợi. Cho em lợi. Rồi ok, mình coi xong rồi hả? Coi hết rồi đó. Hôm nay phiên like có nhiêu thôi hả? Hết trơn rồi. Khang tiếng rồi, thôi để ngày mơ đăng qua bên kênh đi ha. Rồi ngày mơ buổi trưa like cho coi. Vậy đi, buổi trưa like bù ha. Thôi thầy xuống like đi ngủ nha. Chứ mà tâm trạng có thể bất an quá. Thôi bye bye các bạn nha. Các bạn ngủ ngon, mơ đẹp. Và các bạn nào ở nước ngoài đó thì có một ngày làm việc thật là vui. Bye bye các bạn.